Quý khán giả thân mến, về Trảng Bàng không thể nào không thể nhắc đến nghề rèn lọc trác. Và với những sản phẩm như thế này, nghề rèn lọc trác đã có tuổi đời hơn 100 năm tuổi. Và ngày hôm nay, Tâm Đông Ký mời quý khán giả cùng đến với làng nghề này để xem bà con ở đây đã sống với nghề như thế nào quý vị nhé. Cái nghề mình tự làm từ nào là yêu cái nghề rồi mà nó đâu có bỏ nghề này được. Đến thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, đi vào khu vực phường Cha Lộc, dọc theo con đường dẫn vào khu phố Lộc Trác, đầu đầu cũng nghe thanh âm của tiếng trui, tiếng chũa, tiếng mài dao từ các lò rèn mọc lên san sát. Chứ hơn 100 hộ làm nghề, nơi đây từng được xem là cái nôi của nghề rèn ở Tây Ninh. Nghề tuy không còn hưng thịnh như trước, nhưng giờ đây vẫn còn đỏ lửa, giúp nhiều gia đình sống được. Cùng với sự phát triển của cuộc sống, cứ ngỡ rằng nghề rèn thủ công ở Lộc Trác sẽ dần mai một theo thời gian. May nhờ lòng tin đã được kiểm chứng từ chất lượng sản phẩm, cái nghề nặng nhọc này vẫn là cơ hội mưu sinh cho nhiều hộ gia đình. Thu nhập bây giờ là người ta đa số là người ta đi bỏ là đi làm xí nghiệp hết rồi. Thu nhập nó không có bằng người ta đi làm xí nghiệp được kia. Còn mình làm cái nghề này là nó tại giờ mình lớn tuổi rồi. Làm xí nghiệp là người ta đâu có muốn mình làm đâu. Chỉ giờ mình theo cái nghề này luôn. Không trẻ là giờ nó đi làm xí nghiệp hết rồi. Lớn tuổi là tôi vô làm xí nghiệp người ta đâu có nhận đâu. Thì mình ở nhà mình cái nghề này mình làm. Giờ làm tới chết luôn chứ cũng không bỏ nghề này nữa. So với trước đây, nghề rèn bây giờ dễ tìm nguyên liệu hơn, nguồn thép lúc nào cũng sẵn có. Thép mua về được các thợ rèn thạo nghề, cắt gọt tạo hình, rồi phải trải qua cả chục công đoạn như bắt mép, dũa, liếc, trui, gọt, mài mới tạo ra các sản phẩm quen thuộc. Dạ, với một cái sản phẩm để đánh giá được là chất lượng á, thì yêu cầu rất là nhiều thứ khác nhau. Vậy thì trong cái công đoạn này thì chú thấy cái công đoạn nào là khó nhất? Công đoạn này mới là khó nhất. Công đoạn mà làm ra định hình là khó. Dạ. Nghề của chú đây là chú đây đã làm nghề được bao nhiêu lâu rồi chú? 40 năm rồi. Có thể thấy là cũng rất là lâu thâm niên trong nghề rồi. Tức là ở đây là sống cái nghề này là làng nghề, sống từ nào giờ có cái nghề này. Mỗi nhà một sản phẩm đặc trưng khác nhau. Mỗi nhà mỗi sản phẩm khác. Công đoạn nào cũng công phu, tỉ mẩn, đòi hỏi sức lực và sự kiên trì của người thợ rèn. Nếu mà cái nước trôi này nếu mà trôi cho nó chuẩn thì mình phải canh. Còn hả mình trôi mà hơi yếu lửa thì nó non. Còn hả già, đỏ quá thì nó già, nó bể. Còn mình phải canh cho nó lửa, cho nó đều. Cho là cái mép dao này nè. Cho nó đỏ đều, mình nhúng từ từ. Rồi mình canh cho nó chạy màu. Đó, rồi mình mới bỏ ra được. Còn hả mình trôi mà kiểu mà ẩu thì nó buộc nó phải bể. Trôi ẩu là luống nào cũng bể, nhất bể nhì díu. Nó cho nên là mình phải canh cho nó chuẩn. Quan trọng là có cái nước trôi này. Nó là vậy. Tâm niệm của người làm lò rèn ở Lộc Trác là phải bảo đảm sản phẩm khi làm ra xứng đáng với danh tiếng làng nghề trăm năm. Như vậy, nghề mới sống được với thời cuộc. Nhưng mà hả mình làm, mình có cái tánh nóng thì mình làm cái gì cũng không được. Khi mình làm, cũng như chú nó nãy nói nè, một khi mà trôi cái món đồ ra, vừa bỏ ra, thì tự nhiên nó bể, nó làm cái rắc liền.
tại máng luôn là mình đã biết rồi. Tại mình sống mình làm cái nghề này lâu lâu năm mình phải biết. Ghé thăm làng nghề cũng có chút chạnh lòng khi hiện tại làng nghề này cũng đã ít nhiều không còn nhộn nhịp. Cư dân xứ này kể lại, thời hoàng kim của nghề rèn lọc trác đã qua rồi. Thời đó, cả một làng nghề đua nhau sản xuất, ngày đêm gian dội tiếng lao động nhịp nhàng. Ông bà cha mẹ cũng như ngày này, rồi mình lớn lên mình cũng tiếp theo luôn. Mình nói nghiệp, thì mình mà thì nói chung là có khi thì cũng có nhiều, cũng có khi có ít, mà có khi không có cũng có tháng vậy á. Cũng như bình quân ở ngày thì mình kiếm được 200-300 vậy á, mà hả mình có màng á thì mới có, còn hả không có thì cũng như không. Thì mình nếu mà mình màng này là mình thích mình mới màng được, còn nếu mà mình không thích là không có màng được. Như con của chú giờ á, nó đâu có yêu nghề này đâu. Nó nói thôi giờ nghề cũ của ba là tới cái tờ đời con là con nghỉ rồi. Nó kiếm chuyện khác nó làm, tại vì nghề này nó quá nặng. Bây giờ nếu mà trước đây á, thì nó đã cả trăm lò. Còn hiện bây giờ á, cũng như người ta đi làm chỗ này chỗ kia rồi á, người ta đi xa rồi á, để làm sự nghiệp. Giờ nếu mà tính ra nguyên một cái ấp này, giờ còn cao khoảng 30 lò thôi. Trải qua năm tháng với bao chui buồn thử thách, những lò rèn còn trụ lại đều có thâm niên mấy mươi năm chế nghề. Thậm chí có những lò đã nối được 3-4 đời. Với họ, giữ nghề không chỉ vì miếng cơm manh áo cuộc sống ổn định, mà còn vì danh tiếng bao năm của một nghề truyền thống địa phương. Công đoạn mình làm ra sản phẩm là làm ra cái rửa, rồi cho nó thành cái rửa, rồi sau nữa mình làm cái mép nữa đó. Cái mép gì rồi cộng thêm mình trui đồ nữa. Ba cái đó là cơ bản của thợ rèn. Chứ mình mày mà cái đồ mà xấu quá thì ta họ không có mua đồ của mình. Phải làm cái rửa cho thiệt là đẹp. Cái thứ hai nữa là mép, thứ ba là mình trui. Rồi cơ bản như đó. Tôi có mấy anh em mà giờ anh tôi cũng chết rồi. Giờ có nghề này tôi theo ông già tôi, bây giờ con mình tôi à. Hồi cái thời ông già ông làm, trước nữa mình không biết, nhưng mà hồi tôi còn nhỏ ông già ông làm á. Cái giờ tôi theo nghề này tới bây giờ nay cũng 3 mấy năm rồi. Nét riêng của nghề là ai cũng trọng chữ tín và coi trọng lẫn nhau. Mỗi lò thường có khách hàng riêng, người thì mạnh ở thị trường thành phố Hồ Chí Minh, người thì có mối mang ở các tỉnh miền Tây, miền Trung, hay có lò chỉ riêng phục vụ thị trường Bình Dương, Bình Phước. Mỗi ai nấy bán, không sanh cạnh tỷ hiềm. Quý vị thân mến, nghề rèn vẫn đỏ lửa và tiếng rèn vẫn vang đều đặn ở Lộc Trác. Có thể thấy được tình yêu nghề của những người thợ rèn ở nơi đây. Những người thợ rèn ở Lộc Trác đều cần mẫn, chịu khó, yêu nghề và có cùng điểm chung là muốn cùng lưu giữ nét đẹp của nghề. Họ tự hào về di sản mà tổ nghiệp để lại đã mang đến cho họ cuộc sống đàng hoàng. Họ mong muốn sản phẩm quê nhà được góp mặt ở khắp mọi nơi. Nghề tuy nặng nhọc nhưng lương thiện được làm nên từ những giọt mồ hôi và sức lao động chân chính, và sẽ là ký ức khó quên.